ở trước mặt Duy Đỗ là cầu vượt Nguyễn Tri Phương quý vị, hay là cầu vượt 3 tháng 2 thì cũng có thể được. Bây giờ Duy Đỗ đi qua Lý Thái Tổ cho nên Duy Đỗ không lên cầu vượt được. Phương nhưng bên trái thì sửa là Thành Thái nha quý vị. Rồi Duy Đỗ quẹo qua đường Lý Thái Tổ để Duy Đỗ ghé cái tiệm Trân Châu in cạc danh thiếp cho Duy Đỗ lấy cái hộp danh thiếp quý vị. Đây là tiệm in cạc Trân Châu đó vậy ha, in thiệp cưới in cạc luôn. Nằm ở để Duy Đỗ xem coi cái số nhà nha. Ở 441 Thế Tổ, phường 9, quận 10 quý vị. Quý vị nào có in danh thiếp, in thiệp cưới thì ra đây ủng hộ cô nha. Cô ở đây làm Ủa bảo cho có vấn đề gì nè em hả? Làm rẻ lắm quý vị. Chào chị. Dạ. Hôm nay em lại em lấy 5 hộp danh thiếp. Dạ. Rồi, sáng em quảng cáo cái clip của chị luôn á, hiện giờ nó đang quay á. À, chiều chị về chị gõ cái vlog Duy Đỗ, cái tên đúng của em á, là chị coi là tối nay em tải lên là cái tiệm của chị có luôn, cả thế giới đều xem. Cảm ơn em. Dạ. Cho chị xin vài cái. Dạ. Thôi vậy chứ, chưa có lấy. Dạ. Em thì cái công việc của em thì giới thiệu du lịch ẩm thực, nhưng mà cho khi em ăn uống chỗ nào hay là em mua gì chỗ nào mà người ta lịch sự tốt với em quảng cáo luôn. Dạ. Như cái mấy cái sạp bán khô chợ Bình Điền á, cảm ơn em quá trời. Dạ đây không có gì chị, em chúc chị luôn luôn may mắn ha. Dạ em thấy hình như chị có Chúa phải không? Chị có Chúa hả? Đúng rồi. Ồ, cảm ơn Chúa. Dạ em với chị cùng cùng cha trên trời. Dạ dạ. Dạ dạ, gần mà khoảng chừng 1 tháng mấy ngày nữa. Em bây giờ em đẩy xe qua đó đi, anh qua anh gặp thăm anh này một cái. Đẩy qua đây, cho đi. Để anh đi bộ qua cho. Dạ. Em có tiệm ông anh nằm bên đây.
Có anh Tuấn đeo vậy? Vậy hả? Thôi anh là bạn với anh Tuấn, anh định lấy mấy cái danh thiếp anh Tuấn, anh đang làm nhà để anh giới thiệu cho anh Tuấn thôi. Nói anh Duy tới. Anh cũng đang làm cái clip giới thiệu đường phố, ngang tính quảng cáo cho anh Tuấn, anh Tuấn ủng hộ cho anh. Anh cho em gửi nha. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Rồi, ok, cảm ơn anh nha. Duy qua thăm tiệm ông anh, nhưng mà rất tiếc là ông anh không có ở nhà. Thôi giờ Duy đi tiếp tục nha quý vị. Thì trên đường đi Duy cũng chia sẻ hình ảnh những cái đường đi cho quý vị. Ngừng ở đây chạy vòng đó mày kẹt xe ấy ngược thằng à. Em ơi, công việc của anh thì anh Tuấn biết rồi, nhưng mà anh làm một cái việc mới anh Tuấn chưa biết, đó là anh làm cái kênh này nè, thấy không? Tụi em ủng hộ anh nha. Và sắp sửa anh con chuyến đi kênh YouTube anh, cái chủ đề của anh là như vậy đó. Dạ, cảm ơn anh. Em gõ vô YouTube đăng ký ủng hộ anh nha. Anh sắp sửa đi Campuchia chuyến nữa đó. Đi xuyên Campuchia, đi bằng xe hai bánh. Phượt mà đi hai vợ chồng đem một đống quần áo luôn. Em thấy đi Phượt vô đó, nhưng mà hình như là cực lắm. Cực lắm. Đâu em vô cái YouTube em gõ là thấy anh á. Đăng ký cho anh nha mấy đứa. Nghe nói anh Tuấn đăng ký anh nha. Kênh mới làm cho nên cần người ủng hộ nữa. Rồi cảm ơn. Rồi đi. Hả? Ờ về luôn. Vợ chồng Tuấn không có đó. Không có, đi qua 3 tháng 2. Đi qua vợ Cao Thắng. Xin lỗi nha. Hai nhóm gái à? Thấy hai đứa thanh niên mà. Đâu có hai nhóm gái đâu mà. Bây giờ Duy đổ tiếp tục thôi quý vị, cuộc hành trình chia sẻ đường phố. Bây giờ Duy đổ đang đi trên đường Lý Thái Tổ, bên trái Duy đổ là bệnh viện Nhi Đồng 2 quý vị ha. Nhi Đồng 1 chứ quý vị, xin lỗi. Vòng qua bên hông bệnh viện Nhi Đồng 1 là đây cũng vẫn còn là đường 3 tháng 2 quý vị. Quý vị ơi, Duy Đỗ xin lỗi. Hồi nãy là Duy Đỗ có chia sẻ về vấn đề nghề nghiệp của Duy Đỗ. Nhưng mà Duy Đỗ quên một điều là nếu có quý vị nào nhà ở Sài Gòn hay là ở lân cận gần ở thành phố Sài Gòn, đây tới Tết mà quý vị cần sửa chữa trang trí nhà để làm đẹp để Tết ha, thì quý vị cứ cho Duy Đỗ một lần có cơ hội đi. Duy Đỗ sẽ phục vụ quý vị. Quý vị cứ liên hệ số điện thoại là 093 729 7041 nha quý vị. Duy đọc lại là 093 729 7041.
Duy Đỗ rất vui và rất mang ơn khi được có cơ hội để phục vụ cho quý vị. Duy Đỗ sẽ cố gắng sẽ làm hài lòng quý vị nha. Vinh Sơn nha quý vị ha. Trước mặt Duy Đỗ là ngã tư Lê Hồng Phong cắt ngang ngay góc